Chào mừng các bạn đã đến với chuỗi video giới thiệu về hệ thống Odoo được thực hiện bởi công ty DSP. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói về tính năng đặt cọc trên hệ thống. Các nội dung hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu bao gồm: thứ nhất, chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành tổng phiếu đặt cọc từ bảng tính giá. Sau đó, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về các thông tin được quản lý trên phiếu đặt cọc. Bên cạnh đó, mình sẽ cùng các bạn thực hiện các hành động mà hệ thống cho phép thực hiện trên phiếu đặt cọc, như là chuyển cọc, ký cọc, thay đổi các thông tin trên phiếu đặt cọc, vân vân. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn vào hệ thống Odoo để thực hiện việc tạo đặt cọc cũng như là tìm hiểu các hành động có thể thực hiện trên hệ thống thôi nè. Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành tạo đặt cọc từ bảng tính giá. Sau khi mà khách hàng đã xác nhận và ký bảng tính giá thì chúng ta sẽ tiến hành tạo phiếu đặt cọc cho sản phẩm để thỏa thuận với khách hàng về nghĩa vụ đôi bên cần thực hiện, rồi tiến tới việc ký hợp đồng mua bán chính thức. Bây giờ, để tạo đặt cọc từ bảng tính giá mà khách hàng đã ký và xác nhận trước đó, mình sẽ vào tính năng bảng tính giá. Đây là danh sách bảng tính giá mà mình đã tạo trước đó. Các bạn có thể tham khảo video tạo bảng tính giá mà mình đã cập nhật hôm trước để biết thêm về cách tạo bảng tính giá trên hệ thống Odoo nhé. Còn hiện tại, ở trong màn hình bảng tính giá này thì hệ thống sẽ hiển thị một danh sách các bảng tính giá mà mình đã tạo trước đó. Chúng ta có thể thực hiện tìm một bảng tính giá cụ thể bằng cách nhập thông tin của nó vào đây và tìm. Hoặc là chúng ta có thể nhóm các bảng tính giá này theo dự án và trạng thái của chúng. Trong dự án của JLT này thì mình sẽ chọn ra những bảng tính giá có trạng thái là đã ký để tiến hành tạo đặt cọc. Để tạo đặt cọc cho một bảng tính giá thì mình sẽ nhấn vào hành động tạo đặt cọc ở đây. Sau khi hệ thống hiển thị cho chúng ta một màn hình mới để tạo một phiếu đặt cọc thì chúng ta có thể thấy phiếu đặt cọc này nó sẽ kế thừa thông tin của bảng tính giá, các thông tin về khách hàng, lịch thanh toán cũng như là các gói điều kiện bàn giao có chiết khấu bán hàng sẽ được hưởng. Chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra các thông tin. Nếu không có gì sai sót thì chúng ta sẽ nhấn vào xác nhận. Vậy là chúng ta đã hoàn thành thao tác tạo đặt cọc từ bảng tính giá trên hệ thống. Hệ thống cũng ngay lập tức ghi nhận cho chúng ta là đã có một đặt cọc trên bảng tính giá này. Chúng ta có thể trực tiếp nhấn vào đây để xem phiếu đặt cọc vừa mới tạo, hoặc là ở trong màn hình chọn vào tính năng đặt cọc. Nhấn vào phiếu đầu tiên, đây chính là phiếu mà mình vừa tạo lúc nãy. Ở màn hình của phiếu đặt cọc này thì chúng ta có thể thực hiện hành động thanh toán. Ngoài hành động thanh toán thì hệ thống còn cho phép chúng ta thực hiện hành động đồng ý chuyển cọc khi mà khách hàng có một cái nhu cầu khác. Mình sẽ thực hiện hành động thanh toán trước cho các bạn cùng xem. Khi chọn vào hành động thanh toán thì lúc này màn hình thanh toán đặt cọc sẽ hiện ra cho chúng ta kiểm tra các thông tin về ngày thanh toán, các thông tin khách hàng, các thông tin đặt cọc cũng như là tiền của khách hàng. Khi kiểm tra chúng ta thấy không có gì sai sót thì chúng ta sẽ nhấn vào nút tạo ở đây và nhấn vào xác nhận. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành thao tác thanh toán đặt cọc. Hệ thống còn cho phép chúng ta in phiếu thu này ra bằng cách nhấn vào nút in ở đây và thực hiện in phiếu thu. Sau đó mình sẽ quay về phiếu đặt cọc, nhấn vào đây để in phiếu đặt cọc. Tiếp đó chúng ta sẽ nhấn vào upload đặt cọc. Lúc này hệ thống sẽ cập nhật ngày upload đặt cọc gần nhất lên đây cho chúng ta. Và chúng ta sẽ thực hiện ký đặt cọc. Trước khi thực hiện ký đặt cọc, hệ thống còn cho phép chúng ta thực hiện thay đổi người ký thỏa thuận đặt cọc, thay đổi các thông tin trong phiếu đặt cọc. Để thay đổi thông tin người ký thỏa thuận đặt cọc thì mình sẽ nhấn vào hành động thay đổi người ký thỏa thuận đặt cọc. Lúc này màn hình thay đổi người ký thỏa thuận đặt cọc sẽ xuất hiện. Chúng ta cần phải chọn người ký mới. Ngoài thay đổi người ký mới thì chúng ta còn có thể thay đổi người đồng sở hữu bằng cách nhấn vào tab đồng sở hữu và chọn thông tin của người đồng sở hữu mới, chọn mối quan hệ và xác nhận. Khi xác nhận xong thì chúng ta cần nhấn vào đây, danh sách người đại diện để phê duyệt thông tin mà mình vừa tạo. Thông tin này cần phải được duyệt thì mới có thể sử dụng được. Sau khi mà duyệt xong thì mình có thể quay lại cái phiếu đặt cọc để sử dụng thông tin người đại diện mà mình vừa duyệt. Sau khi quay lại phiếu đặt cọc thì chúng ta có thể thấy thông tin của người ký thỏa thuận đặt cọc cũng như là thông tin của người đồng sở hữu đã được thay đổi. Ngoài thay đổi thông tin của người ký thỏa thuận đặt cọc thì hệ thống còn cho phép chúng ta thay đổi thông tin của phiếu đặt cọc bằng cách nhấn vào hành động thay đổi thông tin.
Lúc này, chúng ta sẽ tiến hành chọn loại thông tin mà mình muốn thay đổi và nhấn vào các thông tin mà mình cần đổi mới, sau đó thì xác nhận, tương tự với thay đổi người ký thỏa thuận đặt cọc. Sau khi kiểm tra, thấy không có thông tin nào cần thay đổi thì chúng ta sẽ tiến hành ký đặt cọc. Chọn ngày ký. Lúc này, hệ thống sẽ cập nhật ngày ký đặt cọc lên đây cho chúng ta. Chúng ta có thể in đặt cọc ở đây. Ngoài ra, trước khi thanh toán thì hệ thống còn hỗ trợ cho chúng ta một cái hành động là đồng ý chuyển cọc. Chúng ta có thể thay đổi các thông tin và tạo, xác nhận và thực hiện. Rồi in phiếu thu ở đây. Đó là những nội dung mà chúng ta đã được tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.